Mình xin chào tất cả các bạn nhé. Thì lâu rồi mình cũng không đi đánh đơn mà để đăng video cho các bạn xem. Đó, thì hôm qua mình đi buổi hôm nay này. Bây giờ mình sẽ vào nhóc nhé. Bởi vì xe mình để xa quá. Mình phải vào gần từ lời thì mình mới quay cho đỡ mất thời gian của các bạn. Mình ở nhóc có mới ống ở đời xong mình nhóc 8 ống cuối cùng nữa nó xong nha các bạn. Nó cứ là còn 8 ống nữa thôi. Bạn nhìn lần rất to. Ôi giấm à. À, các bạn. À, nhìn. Nó to các bạn. Nguyên này. Rồi con lốt kế lại các bạn nhé. Lốt kế nha. Bởi vì mình bây giờ chưa có được tìm những cái ránh mình đánh được. Đặc luôn. Đây khô lắm các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đi vớt con 8 ống nữa cuối cùng. Mình sẽ đi vớt nha các bạn nhé. Các bạn nhé. Thì đây anh con là mới ống này, gần chục ống ở đây này. Bây giờ mình xuống cái vớt nhé. Mái đẹp, cái móng đẹp của nó khổ nước các bạn. Đấy, nguyên lấy các bạn. Nó không có các bạn.
Nó lại rất to các bạn. Sao mới cái đuôi thoa dần luôn các bạn. Nó không có. Đây con bên này nè các bạn. Nó con bà trên đó. Khổ đét. Đúng nè, đi. Mình dùi cái lũ nó bé quá các bạn. Nên nhìn là không được dành. Cái con nốt cậu cuối cùng các bạn. Nó cái lắm là chút cả. Rồi, xem để chạy kìa. Rồi. Nó cái lắm chút. Đây mình nhà dính video đây mình. Bị ống dài các bạn. Các bạn nhé, thì bây giờ là mình cũng về tới nhà rồi. Đầu ngày mình đi cũng mệt quá. Thì bây giờ là mình chế đổ cho toàn thể các bạn xem nhé. Bởi vì dạo lần này lắng kỉnh quá. Mình đổ xong xong
Hai vợ chồng mình vào trồng kia mình cần xem lấy được mấy trăm các bạn nhé. Quả mình cũng đánh gần mà. Gần lắm các bạn. Rồi, to chưa các bạn? Đây các bạn. Nắng là thêm mình cũng đi muộn các bạn. Đi sớm là kinh. Lấy liền này các bạn. Này xích cái nơi ống này. Gần này cũng đẹp rồi các bạn. Lắng qua các bạn kìa, ống kìa mình còn lắng chưa mưa. Đấy, mình ngầm này. Đấy thì bây giờ hai vợ chồng mình sẽ vào cần nhé, xem hôm nay được mấy trăm. Đây các bạn nhé, thì bây giờ là vợ mình vào cần hàng này. Không ạ.
Này còn được 730.000. Vâng. 730.000. Vâng. Các bạn nhé, thì bây giờ là mình cũng nói về phần hòm này. Thì hôm nay là thứ hai mà. Thì hôm qua chủ nhật là vợ mình cũng không gửi được hòm cho các bạn. Đấy, hòm nhà mình làm này các bạn. Hòm 610 đấy. Đấy, thì để chiều vợ chồng mình sẽ đàn thêm sẽ gửi cho các bạn nhé. Thì đấy có một bạn là gọi là nhờ vợ mình mua cho chiếc quân ủng này. Đấy, quân ủng này để chiều đóng hàng để gửi luôn. Đấy, hòm. Mình chào tất cả các bạn nhé.